Tiếp theo xin mời đại diện công đoàn xin giới thiệu thầy Lý Minh Chí, chủ tịch công đoàn, và thầy Tiết Văn Chi, nguyên chủ tịch công đoàn nhà trường sẽ cùng bước lên để tặng quà cho cô.
cô tổ phó mình cũng cùng lên luôn đi ạ.